Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông cáo đặc biệt về tổ chức lễ quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Chiều qua, Đảng nhà nước đã tổ chức lễ trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Việc Đảng và nhà nước trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư là sự ghi nhận của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với những công lao đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhiều dấu ấn trong các hoạt động đối ngoại lớn của đất nước. Đặc biệt, hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 31 tháng 10 năm 2022 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Vào năm 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9 năm 2023. Năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Raúl Castro Ruz tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, 24 tháng 11 năm 2021. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Hải Phòng, 15 tháng 11 năm 2017. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tặng quà thương binh Đinh Phi và vợ là Đinh Brad, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun, huyện Chư Xe, tỉnh Gia Lai, chiều 12 tháng 4 năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong khu nhà kín của công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tháng 2 năm 2017. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận Tiêu biểu Toàn quốc. Ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị đã có quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam để tặng cho các cá nhân có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc ngay sau khi bộ chính trị có quyết định trao huân chương sao vàng tặng đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước tô lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương sao vàng cho tổng bí thư nguyễn phú trọng vì đã có nhiều công lao to lớn đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của đảng dân tộc